Tai nạn liên hoàn ở thái bình khiến 5 người thương vong người dân có được đập kính vây bắt ô tô gây tai nạn vụ đánh ghen hài hước chồng và tiểu tam đều ngơ ngác trước phản ứng của vợ thi thể ở sông tô lịch là năm thanh niên bị mất tích sau khi đi sinh nhật bạn clip tài xế lái ô tô chạy như trốn không người Tông văn cô gái đi xe máy. Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông mới đây cho thấy, chiếc ô tô chạy cắt chéo đường để rẽ trái đã tông ngã cô gái chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến cô gái đi xe máy bị hất văng về phía trước. Sau tai nạn, tài xế ô tô vội xuống xe đỡ cô gái gặp nạn đứng dậy. Bình luận về đoạn clip, nhiều người dùng Facebook đánh giá tài xế điều khiển ô tô thiếu an toàn, không chú ý quan sát gây tai nạn cho cô gái đi xe máy. Từ vụ tai nạn trên, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch cho biết, luật giao thông đường bộ quy định về chuyển hướng xe tại Điều 15. Cụ thể, khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẻ. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe. Như vậy, theo luật quy định, khi chuyển hướng xe, tài xế điều khiển phương tiện phải có trách nhiệm quan sát chỉ được chuyển hướng rẽ khi đảm bảo an toàn, không gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Hình ảnh trong clip cho thấy, tài xế ô tô khá vội vàng khi điều khiển xe chạy chéo đường, rẽ trái tạt đầu xe máy cho cô gái điều khiển, luật sư Tuấn Anh phân tích. Về xử lý vi phạm, luật sư Trần Tuấn Anh cho biết, Nghị định 100-2019 quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng đối với người điều khiển ô tô chuyển hướng, chuyển làng, quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Tai nạn liên hoàn ở Thái Bình khiến 5 người thương vong Tối ngày 16 tháng 3, lãnh đạo xã Bình Nguyên đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 50 cùng ngày Tại khu vực cánh đồng thôn Quân Hành, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Sương. Tai nạn liên hoàn xảy ra giữa hai xe máy biển kiểm soát 17N60503, 17B59706 và một xe đạp điện khiến một người tử vong tại chỗ, bốn người bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện. Lãnh đạo xã Bình Nguyên thông tin. Theo vị lãnh đạo xã Bình Nguyên, nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Trọng Đạt, sinh năm 1982, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi phối hợp cùng với lực lượng chức năng và người dân chuyển các nạn nhân bị thương nặng đi bệnh viện cấp cứu, lãnh đạo xã Bình Nguyên cho hay, hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Người dân có được đập kính vây bắt ô tô gây tai nạn. Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều 15 tháng 3, Lê Tiến Dũng lái xe bán tải chạy trốn cảnh sát, đâm va vào nhiều phương tiện ở Hà Nội. Khi dừng được xe của Dũng trên đường Vành Đai 3 trên cao, nhiều người bức xúc dùng mũ bảo hiểm, vật cứng, đập vỡ cửa kính xe để khống chế tài xế và đưa ra ngoài. Ông Nguyên Công Thương, 40 tuổi ở Hà Nội đánh giá, việc người dân đập kính xe bán tải là hoàn toàn hợp lý, không vi phạm pháp luật. Trong khi đó, anh Trần Hào Hiệp, 35 tuổi ở Hà Nội lại cho rằng hành vi này sai, có dấu hiệu về tội hủy hoại tài sản người vi phạm luật pháp sẽ bị nghiêm trị, người dân vây bắt không có quyền đập phá tài sản cá nhân. Nói về vấn đề pháp lý liên quan tình huống trên, luật sư Hoàng Tùng, trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa, Hà Nội cho biết, với những hình ảnh trong clip và thông tin, kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng thì hành vi của người lái xe bán tải đã vi phạm pháp luật. Tài xế có hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Việc người dân chặn bắt lái xe trên là cần thiết để ngăn chặn hậu quả tai nạn giao thông có thể xảy ra, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của những người tham gia giao thông. Trường hợp không ngăn chặn kịp thời thì tính mạng, sức khỏe, tài sản của những người tham gia giao thông trong khu vực đó có thể bị xâm phạm bởi hành vi mất kiểm soát của Lê Tiến Dũng. Còn luật sư Phan A Thương thuộc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tâm Anh Hà Nội bổ sung, những người dân tham gia bắt lái xe ô tô nêu trên cần được hoan nghênh chính họ đã dũng cảm ngăn chặn hành vi phạm tội của tài xế Dũng. Tài xế này không những vi phạm giao thông mà còn sử dụng ma túy. Hai luật sư có cùng quan điểm rằng, người dân đập kính xe bán tải, lôi tài xế ra ngoài để cơ quan chức năng bắt giữ là trường hợp bắt người phạm tội quả tang ở tình thế cấp thiết nên không vi phạm pháp luật. Pháp luật cho phép công dân được quyền bắt giữ những đối tượng như Lê Tiến Dũng vì nếu không bắt giữ kịp thời, đối tượng có thể gây ra thiệt hại hoặc thương tích cho người khác. Hà Nội bắt nhóm thanh niên cầm phóng lợn chặn xe, cướp tài sản. Tối ngày 16 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hà Đông để bắt giữ 4 nam thanh niên có hành vi chặn xe, cướp tài sản. Bốn người này trong độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi và đều trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trước đó, theo một đoạn video được ghi lại vào đêm 15 tháng 3, nhóm đối tượng này ngồi trên hai xe máy và có hành vi bao vây một nữ tài xế ở ngã tư vắng vẻ những thanh niên có mang theo hai món hung khí, một vật trong số đó có dạng giống cây phóng lợn. Nhóm đối tượng chặn xung quanh xe của nữ tài xế, liên tục đâm hung khí vào xe để đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải đưa tiền. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vụ việc được ghi hình xảy ra trên đoạn đường thuộc phố Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Những thanh niên này đã thực hiện tổng cộng 4 vụ cướp tài sản của người đi đường tại các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Hà Đông. Hiện nhóm đối tượng đang tiếp tục bị điều tra và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ đánh ghen hài hước ở Bắc Ninh, cả chồng và tiểu tam đều ngơ ngác trước phản ứng của cô vợ. Vụ bắt giang văn minh xảy ra ở Bắc Ninh khiến nhiều người quan tâm và để lại bình luận. Clip dài 6 phút là nội dung cuộc nói chuyện giữa ba bên. Theo đó, cô vợ đi làm công ty ở Bắc Ninh, thời gian gần đây làm ca đêm rồi thường xuyên không về nhà. Thế vậy, chồng cùng người thân đi tìm và bắt gặp cô trong phòng trọ của một nam thanh niên. Cửa phòng trọ mở ra, cô vợ ngồi trên giường, còn thanh niên trẻ vẫn cầm máy chơi game. Cuộc hội thoại mở đầu cười ra nước mắt. Mày biết đây là ai không? Em chịu. Vợ tao đấy. Anh chồng lặp lại. Đi mấy hôm rồi, biết ai đây không? Vợ tao đấy. Chàng trai ngơ ngác thanh minh, chỉ vừa mới quen. Bạn này bảo chưa có người yêu thì cháu mới dắt về. Bà chủ nhà trọ thấy ồn ào cũng đứng ra can thiệp. Hôm nay mới thấy có hai đôi dép ở đây. Chị chồng đi cùng cũng rất bức xúc, liên tục hỏi em dâu tại sao làm thế. Chị cho biết làm đám cưới tử tế rồi, lấy nhau được hai năm trời. Chị phải quay cho gia đình bên em biết, không nói gia đình bên em lại không tin. Cô vợ thái độ rất bình thản. Em biết hết rồi, chị không cần nói đâu. Em không ở với chồng vì em đi ở với bạn em. Khi anh chồng đòi xem điện thoại của thanh niên kia thì cậu ta từ chối. Anh không được xem điện thoại của em, đây là quyền riêng tư của em và cũng không quên dành ánh mắt trách móc cho bạn gái. Anh cũng không ngờ luôn ấy. Cuối cùng, người sáng suốt nhất vẫn là bà chủ nhà, yêu cầu mọi người tự về nhà giải quyết kín đáo vì cặp đôi kia có mối quen hay đã quen lâu thì chẳng còn quan trọng nữa rồi. Rất nhiều người bức xúc vì gia đình chồng văn minh điềm tĩnh bao nhiêu thì thái độ của cô vợ lại trơ trẽn bấy nhiêu cô cũng không ngần ngại đáp trả hay đối diện thẳng mặt với máy quay. Và với thái độ đấy thì e rằng về nhà cái kết cho đôi vợ chồng này sẽ là ly hôn. Đi làm xa gia đình là điều không ai mong muốn, nhưng nó cũng là thử thách lớn dành cho hai vợ chồng. Những niềm vui lạ lẫm trước mắt có thể là cạm bẫy, cám dỗ, nhưng gia đình mới là thứ quan trọng nhất cần gìn giữ. Thi thể ở sông Tô Lịch là năm thanh niên bị mất tích sau khi đi sinh nhật bạn. Theo nguồn tin, thi thể mới được phát hiện trên sông Tô Lịch, đoạn qua xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội vào trưa 16 tháng 3, được xác định là anh Vi, sinh năm 2000, trú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Thanh Trì, Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ. Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 16 tháng 3, Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì nhận tin phản ánh của người dân phát hiện một thi thể trên sông Tô Lịch, đoạn chảy ra khu vực đường Kim Giang. Sau khi nhận được thông tin, công an xã Thanh Liệt đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Thanh Trì đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an huyện Thanh Trì xác định nạn nhân là anh Vi. Theo người nhà nạn nhân, ngày 13 tháng 3, sau khi đi tham dự sự kiện sinh nhật với một số người bạn ở khu vực quận Hoàng Mai, nạn nhân đi bộ trên đường rồi mất tích. Sau đó gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến trưa 16 tháng 3, gia đình có thông tin về việc phát hiện xác của một người đàn ông trên sông Tô Lịch đã đến để nhận dạng, xác định nạn nhân là anh Vi. Vớt hơn 100 tấn rác dưới kênh đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. 6 giờ ngày 16 tháng 3, hơn 10 công nhân thuộc công ty Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, đoạn chảy qua quận Tân Bình. Phần kênh dài 40m từ cầu số 1 đến cầu số 2 đầy rác thải, lục bình nước đen kịch bốc mùi hôi thối. Một tháng qua, khu vực này ngập rác do không có người dọn dẹp, ước chừng hơn 100 tấn. Lý do đơn vị thu gom không được gia hạn hợp đồng xử lý chất thải, việc vớt rác được thực hiện từ hôm qua. Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè dài gần 10 km chảy qua các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, đổ ra sông Sài Gòn. Từng là khu vực ô nhiễm ở thành phố với nhiều nhà ổ chuột, rác thải. Kênh thay gia đổi thịt từng ngày sau khi hoàn thành cải tạo cách đây 13 năm được xem là dòng kênh đẹp nhất nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Ngay chân cầu số 1, hai thuyền cạp rác được huy động thu gom. Từ hôm qua đến nay đội đã thu dọn 13 tấn. Vì một số cầu trên kênh có tỉnh không thấp nên thuyền phải đi từ 3 giờ, thời điểm nước xuống thấp để tới điểm vớt ra khoảng 8 km. Ông Trương Văn Hổ, đội trưởng đội vớt rác cho biết, từ khi kênh hoàn thành cải tạo năm 2011, đây là lần lượng rác ứ động nhiều nhất. Chất thải từ các cống, người dân ném xuống không được xử lý bốc mùi hôi thối, khiến lực lượng thu gom gặp nhiều khó khăn. Đội thu gom cần khoảng 10 ngày để dọn dẹp hết số rác nói trên. Mặt nước phủ kính bởi cỏ, lục bình, thùng xốp, túi ni lông, tấm nệm mút, ly nhựa. Khu vực này là đoạn cuối của kênh nên rác thường dồn về đây. Thời tiết nắng nóng nên càng làm rác ứ động, bốc mùi hôi thối hơn. Ông Nguyễn Xuân Sơn lái thuyền vớt rác bỏ vào thùng. Một số loại như túi ni lông, Nệm thấm nước khá trơn trượt nên phải cạp nhiều lần mới vớt lên được. Rác dồn ứ một đống nên lái thuyền cũng khó hơn, có lúc túi ni lông hay lục bình cuốn vào chân vịt, người đàn ông 50 tuổi nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.